chỗ hết rồi mà. Dạ. Đâu vậy Tâm ơi, đâu vậy Tâm? Thì có không chú? Gì ráng cày, kiếm thêm... Vậy là ổn không? Mai cầu động mà. Cậu này thấy bác nhỉ không? Dạ. đang nhậu đồ gió view xong đồ hóng hẹn không vô thành đất liền nào. Cảm ơn quá chú nha. Mấy ông nước mí nó sâu rồi nha, nào hôm nay sáng mai nước lớn mà giờ nước cạn quá nó lớn vô tư gì đâu. Ôi, thằng phải lo làm việc công chuyện, cái công chuyện dạ, chính. Đừng có ẩu ẩu rồi, người quen. Ẩu đâu ẩu đâu trời. Trời ơi. Đi Hồng Kông chú à? Đi Hồng Kông không? Sao vô trễ rồi? À, tao có cái này này. Đợt này mấy chuyến đi Hồng Kông đi chút mới đầu. Ý là qua bên đó luôn anh. Ủa. Giống em, ông kia hồi xưa ông đi, ông thấy tới đất liền nó luôn á. Thì đó, quýnh mà nó mới có gì vậy. Ông kia ông thấy đất liền nó luôn mà, không sao. Không phải đi đâu, sao gì, không sao. Không, ý là hồi xưa thôi, chứ bây giờ căng nhớ khác, căng viên đảo khác. Căng cái gì nó chụp đầu, đưa đầu là đầu khỏi hình á. Cậu thì chuẩn bị đi đỏ giờ. Chưa biết là đen lo, sốt gió rồi. Đánh rào nó Philippines đây rồi mày cũng lo cũng chờ ấy, cái nó chụp hình cái này nó đâu quét nữa đâu tiền quét nữa nó chụp hình đâu quét thì tốn công dầu đấy nuôi nữa nên không cần quét đâu, nên là nó chụp hình anh đó. Cái gì vậy? Chở đồng hàng thi hành lý mà. Đừng máy lo rồi anh xin. Anh em lò chiếu lò vậy anh em mới lò mày lấy lò mất hai lò mày cái gì hai thôi rồi để này em không biết nha em ba hả chiếu hả không em lò lấy gọi rồi đưa cái thùng coi kiểm soát thằng thằng coi kiểm soát thằng đây còn mấy lò thành quê hàng hấp dẫn mà tự nhiên còn một lò 11 lon, từ 2 lon 13 lon. Nhiêu? 13 lon. Đâu? Từ 2 lon nỉ thằng em Mỹ với để uống là 2 lon. Kiếm nè. Là 13 lon. Mà 9 với 12 lon. 12 lon trừ mấy lon? 11 lon với 12 lon. 12 lon nè. Có 2 lớp mà. 9 lon còn 9 lon. 9 lon. Chín lon này em làm con kem tính bia nhạt lắm rồi. Còn chín lon thì phải uống 13 lon. Ừ. Dạ mon em em ba. Trừ 2 trừ 2. Tùng 2 trừ 1. Chết chà này 4 giờ chết rồi. À vậy là 4. Ừ. Chết mẹ luôn rồi. Thấy giờ mẹ mày sao? Bao nhiêu? Mày tính mẹ tính một hồng. 12 cộng 3 là 15 lon. Còn một lon nữa mà. 13 lon chứ. Đây là 12 lon luôn không? 9 lon à. Đáo 12 cộng 3 là phải 15 lon. Cái ý là cái đó có 9 lon. Ờ cái đó 9 lon. Là còn mấy 15 lon. 15 lon. Mày 15 lon rồi chứ 2 còn 13 lon. Trừ 3. Còn đây mấy con lon? 3 lon. Này em với anh mẫu 15 lon. Em còn lon. Em lon. Kêu đem lon ăn chiều nữa. Không phải ý là mày kiếm đó là kỹ chứ. Em còn lon thế đêm nay. Thấy cái lon hết. Dầu mà tính. Chứ là cái lon hết rồi. Cái lon hết rồi. Vui. Đem lạnh hết rồi phải không? Vui. Không vui. Uống hay không có vui. Uống mẹ. Còn bạn nào con cá gì vô đây luôn xin ngầu hay vui. Thì hiếu hay thằng nào? Hiếu à, hiếu nào ta? Uống Tony á. Mẹ theo kêu nó vô đây cũng được. Nó này cầu cứ dưới mà mày. Nó kêu lại ai coi cần dưới mày vô cần chứ hả? Thì rút cần, chắc gì đã có cá ngầu hiếu nữa, ngầu nãy giờ rồi. Kêu người đứng đầu. Má ăn gì không? Em gọi thằng bạn em nó đang câu với chị lên luôn. Ăn gì nó mua luôn. Anh em cuốn đồ vậy không? Một kho rồi mà ăn.
ý là không ăn hải sản này mong khác sao vậy, mà quá, chị em đó chịu em quá gì cưng.